Vụ cháy làm 13 người chết, chuông báo cháy không hoạt động. Dù ngọn lửa kèm khói đen bốc lên nghi ngút, nhưng toàn bộ hệ thống thông báo cháy, chữa cháy của khu chung cư không hoạt động, nên khi người dân phát hiện cháy thì đã muộn. Đến gần trưa 23 tháng 3, lực lượng chức năng thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang tiến hành phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy, làm 13 người chết, 28 người bị thương tại khu chung cư Carina, phường 16, quận 8 vào rạng sáng cùng ngày. Sáng cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cũng đã có mặt tại hiện trường vụ cháy, kiểm tra công tác xử lý hiện trường, chỉ đạo điều tra làm rõ nguyên nhân thiệt hại. Thượng tá Phạm Trí Thảo, trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận 8 cho biết, vụ cháy làm 13 người chết, 28 người bị thương, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã cứu được rất nhiều người ra ngoài an toàn. Theo ông Thảo, nguyên nhân tử vong của các nạn nhân là do ngạt khói, ngoài thiệt hại về người, có 13 ô tô và hơn 150 xe máy trong tầng hầm bị thiêu rụi, còn nguyên nhân vụ cháy chưa được xác định được. Dù đã thoát chết trong vụ cháy, nhưng hàng trăm cư dân của khu chung cư này vẫn chưa hết bàng hoàng, run sợ khi nhắc đến giây phút đối mặt với tử thần khi khói đen bao phủ hơn chục tầng. Ông Trần Văn Phương, 52 tuổi, ngụ tại tầng 2 chung cư Carina cho biết, thời điểm cháy mọi người không hề nghe chuông báo động, cũng như hệ thống cứu hỏa của chung cư không hoạt động. Nghe tiếng la hét, tôi chạy ra mở cửa thì khói đen chọc thẳng vào nhà, hoảng quá, tôi đóng cửa lại rồi đánh thức mọi người dậy, tìm cách thoát thân, nhưng khói quá nhiều, không thể ra hành lang, ông Phương nói. Ông Phương kể tiếp, do khói bốc lên ngùn ngụt, không có cách nào chạy thoát thân, ông phải kêu mọi người lấy khăn ướt bịt mũi rồi chạy ra lan can cầu cứu. Phải mất rất lâu sau, lực lượng phòng cháy chữa cháy mới dùng thang tiếp cận đưa xuống dưới. Cũng như ông Phương, anh Đỗ Bảo Trọng, ngụ tại tầng 2 chung cư này cho hay, khoảng 1 giờ 30 anh nghe có tiếng ồn bên ngoài, nhưng không biết chuyện gì, một lúc sau phát hiện mùi khét và khói đen xộc vào nhà, anh mới biết có cháy. Lúc này anh đánh thức các thành viên trong gia đình dậy, rồi tìm vải, chen chạch các kẽ hở của cửa để khói không tràn vào được nhà. Không hề nghe một tiếng chuông báo cháy, khi mở cửa ra, thấy khói quá nhiều, không thể chạy được. Tôi mới kêu mọi người chạy ra hành lang đứng tránh khói và đợi lính cứu hỏa, anh Trọng cho hay. Ba người chết, 14 người bị thương trong đám cháy ở chung cư Sài Gòn. Có ít nhất 13 người chết, 14 người bị thương trong đám cháy chung cư Kinh Hoàng ở phường 16, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh vào rạng sáng nay ngày 23 tháng 3. Theo thông tin từ lực lượng phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh, ngọn lửa bùng cháy vào khoảng 0 giờ 30 sáng nay từ một căn hộ ở tầng hầm thuộc chung cư Carina nằm trên đường Võ Văn Kiệt, phường 16, quận 8. Hàng trăm người dân sống trong chung cư hốt hoảng tháo chạy tán loạn, nhiều người mắc kẹt bên trong. Sức nóng của vụ cháy khiến các mảng bê tông từ tường nhà rơi xuống. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh điều hàng trăm chiến sĩ cùng hàng chục phương tiện cùng xe thang đến tiếp cận hiện trường, tìm phương án chữa cháy và giải cứu người dân mắc kẹt bên trong. Đến khoảng 4 giờ sáng, đám cháy được dập tắt, tuy nhiên khói đen vẫn bao phủ toàn bộ khu chung cư khiến người dân hoảng loạn, có ít nhất 13 người chết, 14 người bị thương vong trong vụ cháy, nhiều người dân được đưa ra ngoài. Theo các nhân chứng, thời điểm xảy ra cháy có một tiếng nổ lớn phát ra, sau đó khói đen bao phủ toàn bộ hành lang, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã điều hơn 200 cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường và giải cứu được nhiều người ra ngoài an toàn. Quá khủng hoảng, được lực lượng phòng cháy chữa cháy cứu xuống, tôi như chết đi sống lại, có nhiều người mắc kẹt lắm, chị Lê Mai nói. Hiện trường vụ cháy chung cư Carina ở thành phố Hồ Chí Minh trong đêm, 13 người thiệt mạng. Theo thông tin từ lãnh đạo phòng cháy chữa cháy của thành phố Hồ Chí Minh, đến 5 giờ 20 sáng ngày 23 tháng 3 đã có 13 người thiệt mạng và 14 người bị thương trong đám cháy ở chung cư Carina. Khoảng 0 giờ 30 sáng nay 23 tháng 3, tầng thấp ở chung cư Carina số 1648 Võ Văn Kiệt, quận 8 bất ngờ bốc cháy. Bị ngọn lửa thiêu đốt, nhiều mảng bê tông bị sụp xuống, hàng trăm người bị mắc kẹt bên trong la hét kêu cứu. Những người dân chưa thoát thân được đã tìm cách chạy lên phía trên cao. Hàng trăm chiến sĩ phòng cháy chữa cháy cùng các xe cứu hỏa đã được điều động đến dập lửa và cứu nạn. May mắn là lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt và đám cháy xảy ra ở tầng thấp nên sớm được khống chế. Theo Tuổi Trẻ Online đã có ít nhất 13 người thiệt mạng và 14 người bị thương.
một cư dân hoảng loạn bế con chạy thoát trong đêm. Nhiều người chưa thấy người thân được giải cứu đã bật khóc tại hiện trường mỗi khi có nạn nhân được đưa ra. Nhiều cư dân muốn lên nhà xem đồ đạc nhưng được cán bộ công an giải thích hiện trường vẫn đang được phong tỏa. Cư dân chung cư Carina Laya vừa trải qua một đêm kinh hoàng. Gần 5 giờ sáng, xe cứu thương vẫn còn hú còi chở nạn nhân vụ cháy rời khỏi chung cư vào bệnh viện. Lực lượng chức năng đã huy động 34 xe chữa cháy chuyên dụng và hơn 200 cán bộ chiến sĩ tham gia chữa cháy. Theo thông tin ban đầu, lửa và khói tỏa ra từ tầng hầm giữ xe máy ô tô của chung cư Carina Laya, sau đó nhanh chóng lan ra cả tòa nhà. Truy tố nguyên phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đặng Thanh Bình. Ngày 22 tháng 3, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tống đạt cáo trạng truy tố 5 bị can về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến đại án Phạm Công Danh và đồng phạm thất thoát 9.000 tỷ đồng. Các bị can gồm Đặng Thanh Bình, nguyên phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Hà Tân Phước, tổ trưởng tổ giám sát, nguyên phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Long An, Phạm Thế Tuân, tổ phó tổ giám sát, nguyên phó giám đốc Vietcombank chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, Lê Văn Thanh, nguyên chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước tỉnh Long An và Ngô Văn Thanh, thành viên tổ giám sát, nguyên phó phòng kiểm tra, giám sát tuân thủ Vietcombank Long An. Theo cáo buộc, thực hiện chương trình cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại, tháng 2 năm 2012, Ngân hàng Nhà nước có tờ trình báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm soát và đánh giá để có giải pháp cơ cấu lại 6 ngân hàng thương mại cổ phần có tình hình hoạt động yếu kém, trong đó có Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Tín Trustbank. Theo đó, ông Đặng Thanh Bình đã ký tờ trình Chính phủ về phương án tái cơ cấu Ngân hàng Xây dựng Việt Nam VNCB. Tháng 3 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015. Trên cơ sở đó, Ngân hàng Nhà nước đã giao cơ quan thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Long An đặt tổ giám sát của Ngân hàng Nhà nước tại Trustbank tiến hành thanh tra đột xuất và yêu cầu Trustbank thực hiện kiểm toán độc lập. Triển khai phương án cơ cấu Trustbank bằng phương án chấp thuận để nhóm các nhà đầu tư mới đại diện là ông Phạm Công Danh mua lại cổ phần của nhóm Phú Mỹ và tham gia tái cơ cấu ngân hàng. Điều đáng nói, ông Đặng Thanh Bình là người ký quyết định thành lập tổ giám sát đối với hoạt động của VNCB. Tuy nhiên, tổ giám sát đặt tại Trustbank sau đổi tên thành VNCB đã không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao trong việc giám sát để Phạm Công Danh rút hơn 18.000 tỷ đồng, trong đó có 15.670 tỷ đồng không thể thu hồi được. Hành vi thiếu trách nhiệm của tổ giám sát là nguyên nhân chính trực tiếp dẫn đến hậu quả xảy ra tại VNCB. Quá trình điều tra xác định còn có trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước, cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Long An, ban chỉ đạo liên ngành trong quá trình chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu Trustbank trong việc xác định năng lực tài chính và chấp thuận để Phạm Công Danh trở thành chủ tịch hội đồng quản trị của ngân hàng này. Trong số hơn 18.000 tỷ đồng mà Phạm Công Danh và đồng phạm rút ra từ VNCB có hơn 9.000 tỷ đồng có xin ý kiến của tổ giám sát, số còn lại là ông Danh không xin ý kiến. Sau khi VNCB gửi tiền thì tổ giám sát không giám sát mà để ông Danh dùng số tiền này bảo lãnh cho các công ty săn sâu của ông Danh vay tiền tại các ngân hàng này, sử dụng vay tiền sử dụng riêng đến nay không thể thu hồi. Cáo trạng xác định ông Bình không thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, không thực hiện đúng phương án tái cơ cấu VNCB do Ngân hàng Nhà nước đã trình Thủ tướng Chính phủ, không thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng mà vẫn quyết định để Phạm Công Danh tham gia quản lý, nắm giữ cổ phần chi phối để điều hành VNCB. Như vậy mới tạo điều kiện cho Phạm Công Danh dễ dàng thực hiện các hành vi phạm tội gây thiệt hại lớn cho VNCB. Vận chuyển voi như cuốn gương giữa quốc lộ. Một con voi xiếc được quản tượng và lái xe cho đứng trên thùng xe tải di chuyển trên quốc lộ 1, đoạn qua Hà Tĩnh gây sự chú ý cho nhiều người.
Ngày 20 tháng 3, một clip ghi lại cảnh chiếc xe tải mang biển số 29C chạy trên quốc lộ 1 đoạn qua cầu Rác, thuộc xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, chở một con voi lớn. Clip sau khi đăng tải nhận được nhiều bình luận, đa số người xem cho rằng chiếc xe tải có thùng thấp như vậy dùng chở voi là rất nguy hiểm. Trao đổi với zin.vn, Trung tá Lê Ngọc Hiến, đội trưởng đội cảnh sát giao thông phía Nam, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Hà Tĩnh xác nhận vụ việc và cho biết khoảng 10 giờ sáng ngày 20 tháng 3, khi tuần tra trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh, đơn vị có phát hiện chiếc xe tải chạy hướng Bắc Nam chở một con voi trên thùng xe. Con voi này của một đoàn xiếc có quản tượng đi cùng di chuyển từ phía Bắc vào, phương tiện và con vật đều có giấy phép đầy đủ và voi được đảm bảo an toàn thì họ mới di chuyển từ Bắc vào Nam được, nên chiếc xe này tiếp tục lưu thông, Trung tá Hiến nói.